từ tháng 11 năm 1930 đến tháng 4 năm 1931, cũng như các nơi khác trong tỉnh, chi bộ bị đứt liên lạc với xứ ủy Trung Kỳ. Phong trào bị địch khủng bố ác liệt, phần lớn các đảng viên chủ chốt của chi bộ bị bắt. Nhưng chỉ một thời gian sau đó, phong trào được củng cố lại thành ba chi bộ gồm chi bộ Bắc Hoài Nhơn, Trung Hoài Nhơn và Nam Hoài Nhơn.